Dạ Vương Mai, chú Thèm Ôm xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em. Cả nhà ơi, ngày hôm nay em lại tiếp tục cho quý cô chú anh chị mình một cái lô mai, đó chính là hàng mai con quấn rễ hình con thú mọi người ơi. Đó cả nhà ơi, mấy hôm nay quý khách nhận hàng thì một số cô chú anh chị rất là thích, trong đó thì cũng có một vài cô chú nói em ơi sao nó không có giống con thú. Đây mọi người, em sẽ moi ra cho mọi người xem và mọi người thưởng thức giùm em, đây có phải là con thú không cả nhà. Em bao cho chúng ta kiểm tra hàng nha, kiểm tra hàng khi nó như vậy chúng ta mới nhận. Em không ép buộc ai gì hết, không cần phải cọc trước, không cần phải thanh toán trước. Chúng ta nhận hàng rồi chúng ta mới kiểm tra rồi chúng ta mới trả tiền. Thì như vậy bên em bán rất là uy tín nha mọi người ơi. Chúng ta được coi cây rồi mới trả tiền đúng không? Chứ ai mà cho coi cây bán tầm bậy, ai mà nhận bơm hàng thôi ha. Bây giờ đây nè, cả nhà nhìn nè, người ta quấn rất là công phu. Người ta quấn nè, cả nhà nhìn nè, em làm cây mai nó bự như thế này, rễ nó đẹp như thế này, mà em bán chỉ nhiêu có 7k một cây thôi mọi người. 7k mà còn bao ship nếu chúng ta lấy 50 cây. Đó, đó chính là một bầy thú nha mọi người ơi. Rồi em sẽ đi qua hàng bên đây. Hàng bên đây sẽ là một cái lô mai con quấn rễ hình trái bí. Đây mọi người, lô này rất là đẹp. Trước tiên là về phần rễ, mọi người nhìn đây, nó quấn rễ bí 100% như thế này. Và lô này quấn bí rất là nhiều muối nha. Đây em thấy nè, có cái cây này nè, nó rất là nhiều luôn nè. Ở đây nè, đó, 4, 5 muối cũng có, 3, 4 muối cũng có. Nhưng mà đa số cái lô này quấn rễ rất là nhiều. Ở đây cả nhà nhìn nè, đó. Rồi cái phần gốc của nó bằng đầu đũa ăn đi lên. Và phải nói cây của nó rất là mập nha. Cành nhánh rất là xum xê luôn mọi người nhìn đây. Đó, rất là đẹp nha. Đây, loại này thì em đang tri ân giá còn có 6.500 thôi cả nhà, 6.500 một cây. Rồi qua hàng bên đây, em sẽ có thêm một cái loại mai con quấn rễ cao từ 8 thất cho đến 1 mét. Ngày hôm nay em tri ân cho quý cô chú anh chị, lô này chỉ còn có 7k một cây thôi. Nhưng mà mọi người khi mua chúng ta nói là anh muốn lấy cái lô từ 8 tấn cho đến 1 mét cho nhân viên, em đừng có lộn nha mọi người. Tại vì có nhiều loại 7K đó, cho nên mình phải nói trước là cái lô mà tri ân khách hàng mà cao từ 8 tấn đến 1 mét á là giá còn 7K. Đây, cả nhà nhìn nè, cái cây nó rất là bự và nó rất là mập, cao từ 8 tấn cho đến 1 mét nha. Rồi còn một cái lô nữa, hôm bữa em bán 5k9 một cây, ngày hôm nay còn số lượng không nhiều, em tri ân cho quý cô chú anh chị mình luôn. Giá chỉ còn 4.900 thôi nha. Đây, 4.900 một cây. Đây nha cả nhà ơi, rất là đẹp. 4.900 một cây. Nếu chúng ta lấy 50 cây còn được re-ship luôn cả nhà. Đó, xoay qua đây. Rồi, đó là những cái dòng mai dảo thường. Ngày hôm nay em lại tiếp tục cho giới thiệu cho chúng ta một cái lô mai dảo, đó chính là dảo zin bông chùm. Đây, quấn hình con thú không nha cả nhà. Lô này cũng là hình con thú không luôn. Đó, thú 100%. Và cái lô này cả nhà biết không, cây nó lùn lực, nó rất là mập, mập và nhánh nó rất là nhiều. Mọi người nhìn nè, nó mập lù ú nu luôn nha mọi người. Đó, đây là những con thú. Em bao cho chúng ta kiểm tra hàng luôn nha. Và hàng này cả nhà biết không, đây là dòng dảo zin Bình Lợi, hái từ làng mai Bình Lợi. Cho nên là cả nhà hoa nó từ 6 cánh cho tới 12 cánh, tầm khoảng 70%. Ở lô này thì giá nó nhích hơn xíu, giá là 10k. 50 cây bên em vẫn receive và em đi đơn từ 20 cây. Rồi nếu mà ai thích loại nào thì cứ alo cho vườn mai của chiếc trà bông nha cả nhà ơi.